Hôm nay sư sẽ chia sẻ cho các học trò về cái từ khất sĩ nha. Các con có duyên các con làm Phật tử của quý sư khất sĩ. Cho nên sư sẽ chia sẻ cho các con về ý nghĩa của khất sĩ. Cái từ khất sĩ nó nằm ở trong cái nghĩa của cái từ tỳ kheo. Tỳ kheo thì gồm ba yếu tố là khất sĩ, bố ma và phá ác. Thì đầu tiên là khất sĩ. Khất là xin 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 ăn á, còn sĩ là học. Mà người đi xin ăn là xin cơm gạo. Hồi xưa là không có xin gạo, hồi xưa là quý sư bưng một cái bình bát, rồi sáng sớm khoảng 7 đến 8 giờ quý sư đi rất là nhẹ, đi từ 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 mấy cái con đường á. Có bá tánh thì người ta cúng cơm, cúng bánh trái, hoa quả cho quý sư, đầy cái bát rồi thì quý sư về. Thì cái thời mà Đức Phật còn tại thế thì thường là về rồi ngồi dưới gốc cây hoặc là trong cái hang đá để mình thọ cái thức ăn mà Phật tử cúng dường. Thì sau này đến đến cái thời kỳ Tôn Sư Minh Đăng Quang á, mà sáng lập hệ phái khất sĩ tại Việt Nam, thì có tịnh xá thì mình đi khất thực, rồi mình về tịnh xá mình thọ thực ăn cơm. Thì đời khất sĩ cũng vui, có những lúc mà đi khất thực bá tánh người ta không có cúng cơm, cúng toàn là bánh kẹo không à, nhưng mà sáng không có ăn, chiều cũng không có ăn, chỉ ăn buổi trưa thôi, một ngày ăn có một ngọ. Nhiều sư thì không được may mắn cho nên rất là nhiều bữa chỉ được ăn mấy cái bánh với vài trái cây Phật tử cúng. Cho nên cái thời đó các sư gầy lắm, không có thịt da mập mạp đâu. Nhưng mà đỡ hơn Đức Phật. Đức Phật cái hồi mà mới đi xuất gia ở trong rừng Phật khổ hạnh, ăn một ngày chỉ mấy hạt dẻ à. Cho nên thời đó có một lần Phật xỉu tại ở bên dòng sông Ni Liên Thiền á. Sau khi xỉu ở bên dòng sông Ni Liên Thiền thì Đức Phật ngộ ra chân lý là phải phải ăn, nhưng mà không có ăn nhiều, ăn ít thôi để dưỡng cái thân, để tu cho đến thành đạo. Rồi từ đó quý sư mới được ăn á, là ăn buổi trưa thôi. Nhưng mà cái đời sống khất sĩ nó có ý nghĩa gì cho cái người tu? Là bởi vì người tu phải buông xả hết những cái ham muốn. Trong các cái ham muốn thì con người ham muốn về sắc đẹp, ham muốn về thân thân thể của mình, muốn cho mình được dồi dào sức khỏe, muốn cho mình được đẹp, muốn cho mình được giàu, muốn cho mình có người yêu, muốn mình có vợ con, muốn vật chất, muốn đầy đủ cái ham muốn của con người mình nhiều lắm. Và trong đó có nhà cửa sang trọng, rồi quyền lực và vợ con. Vì vậy cho nên khi mà người đi tu thì phải buông xả hết, là không có nhà cửa, rồi không có ruộng vườn, không có xe cộ, không có trao cái thân mình cho đẹp. Như phụ nữ mà đi tu là các cô không còn đánh 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 bôi son, không còn tô trên má mình những cái sắc màu đẹp, không cần kẻ chân mày, và thậm chí cạo luôn cả tóc để không còn cái hình hài mà nó mang cái tính chất là xinh đẹp nữa. Nhưng mà nhiều vị cạo tóc rồi nhưng mà nhìn cái mặt vẫn còn tươi lắm, vẫn còn còn xinh lắm. Cho nên là phải chế thêm quần áo nào mà cho nó tịp màu đi, nó hỏi sắc ra, nó xấu nhất trong tất cả các quần áo. Thì hồi xưa người ta chọn cái màu nâu. Cái màu nâu này là cái màu xấu nhất trong các cái màu, nó là một màu đất. Cái màu này là màu đất. Cái ý nghĩa của màu đất là để cho người ta dẫm lên, người ta đạp lên, người ta chà lên, người ta trồng cây, người ta cất nhà, rồi người ta đào hố, người ta nuôi cá, nuôi lợn, người ta đi vệ sinh. Mà đất nó vẫn không có hận, không có ghét, không có thù ai hết. Và đất vẫn bao dung, rồi chia sẻ yêu thương con người và dạng vật ở trên đó.
Cho nên người mà mặc cái màu nâu này là cái người hiền lành lắm, nhẫn chịu lắm, không có hơn thua tranh chấp. Thì như vậy thì mới tu được. Còn cái màu lam là cái màu hiền từ. Thật ra thì mặc cái áo màu lam là để cho mình hiền, mà đôi lúc mình hiền cái miệng thôi, nhưng mà trong cái tâm của mình vẫn còn nóng giận, cái tâm mình vẫn còn thù ghét. Thì mình nhịn một thời gian, cái tức của mình đó dồn nén lâu ngày thì mình bùng phát lên, mình còn hãm hại người, giết hại người, chửi mắng người còn nhiều hơn. Vì vậy cho nên người ta mặc luôn cái áo nâu và áo lam để cho vừa hiền mà vừa còn thanh tịnh ở bên trong nữa. Thì những người mà đi tu theo Phật thì phải xin ăn, quần áo cũng xin, cơm cũng xin, nhà cửa cũng xin, ở gốc cây hang đá không à, đi khất thực, đi xin cơm ăn qua ngày, mặc những cái thứ già nua như thế này là khất sĩ. Nên Việt Nam của mình may mắn hệ phái này đã xuất hiện năm 1944 cho đến năm 1954 thì Tôn Sư Minh Đăng Quang bị vắng bóng, không còn ở trên thế gian này nữa. Rồi từ đó phát triển dài cho đến ngày hôm nay. Nhưng khoảng thập niên năm 1994-95 á, thì người đời họ thấy các sư đi khất thực được bá tánh tôn trọng, cúng dường, thì họ mới tổ chức họ đi khất thực, nhưng mà họ không có phải người tu. Mấy người đó toàn là có vợ có chồng ở trong mấy cái xóm nhà lá, mấy cái chòi, mấy cái nhà mà ổ chuột á, họ bưng bình bát nhưng mà họ xin tiền, xin bạc, họ gian lận. Rồi họ lấy cái tiền bạc của bá tánh về, họ không có tu mà họ ăn nhậu quậy phá. Từ đó giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng với lại nhà nước phối hợp với nhau là ngăn chặn cái những người mà hành khất giả, gọi là khất cái. Nhưng mà lẫn lộn giữa nhà sư tu thật và những nhà tu giả danh á, người ta không biết ai là tu thật, ai tu giả. Vì cái hình thức nó cũng na ná giống nhau. Người mà chuyên tu thì người ta nhận ra được cái người tu thật thì họ có cái cặp mắt hiền từ và họ có cái sức định tâm, nên họ bước ra đường thì họ điềm đạm, với lại khắc thực đúng pháp là không có nhận tiền bạc, không có gian lận. Còn những người mà tu giả thì họ láo liên láo liếc, mắt của họ cứ nhìn người giàu với tìm đến cái chỗ gia đình giàu có, những người có quyền thế họ đi không à. Rồi họ lần lần họ ăn cắp tiền của bá tánh, hoặc là họ xin tiền của bá tánh. Cái người mà biết tu họ nhìn ra, nhưng mà đa phần Phật tử thì không có biết. Cho nên vì vậy mà bị kẻ gian á, lẫn lộn ở trong cái làng Phật giáo, khiến cho Phật giáo bị người ta hiểu nhầm. Và từ đó nhà nước họ cấm, không cho quý sư đi khất thực nữa. Với hơn nữa thì ngàn xưa đạo Phật mà đi khất thực thì không có nhà, ở trong gốc cây hang đá. Nếu như có tịnh xá thì cũng không có cho nấu cơm, trong nhà trù không có bếp lửa, không có cơm gạo. Vì vậy cho nên cuộc sống phụ thuộc vào phải đi khất thực mỗi ngày để bá tánh cúng dường thì mới sống đủ sức khỏe để mà tu, để mà thuyết pháp giảng kinh, để mà truyền dạy cái đạo đức cho nhân loại. Còn bây giờ thì bá tánh đa phần họ đem gạo đến chùa họ cúng, đem thức ăn đến chùa họ cúng. Cho nên đa phần chùa và tinh xá đó thì cũng được bá tánh cúng dường. Và đôi lúc đó, chùa cũng có rẫy hoặc là có trớ ruộng, quý sư cũng bắt đầu canh tác, tự cung tự cầu cho sức khỏe của mình. Vì vậy cho nên là cái hình thức khắc thực á, chỉ là một cái hình thức để nôi cao cái gương hạnh của Phật, với lại nối truyền chánh pháp của Phật, và muốn cho người đời hiểu rằng là đạo Phật khất sĩ là phải đi khất thực như vậy. Chứ thật ra thì không có phải mà nghèo sạch hết tất cả giống như hồi xưa. Hồi xưa thì trong chùa đâu có gạo, phải đi xin. Bây giờ đã có rồi thì tự nấu ăn được. Vì vậy cho nên nhà nước và giáo hội cấm thì quý sư sẽ không đi khất thực nữa, tự nấu ăn ha. Thì tự nấu ăn như vậy thì bây giờ nếu mà các con thấy ở trên đường mà có nhà sư đi khất thực
thì các con phải nhìn cho kỹ xem coi các nhà sư này có đúng là các sư tu ở trong các tịnh xá mà thuộc về giáo hội hay không, là có giáo dục về đạo đức, có học hỏi về cái phương án tu hành, có hình thức khất thực đúng pháp thì mình mới cúng dường. Còn nếu mà mình nhìn thấy các sư giả mạo lợi dụng Phật pháp để mưu cầu danh lợi thì các con đừng có cúng. Bởi vì các con cúng thì các con sẽ tạo cái điều kiện cho những người giả danh họ tiếp tục họ lợi dụng Phật pháp, để rồi những người đạo khác, những cái tôn giáo bạn họ khinh thường đạo Phật, họ không có tôn trọng các sư thầy cô nữa nha. Thì cái nghĩa của khất sĩ là phải thanh bần. Bây giờ mình không còn ở trong gốc cây hang đá như hồi xưa. Tại vì bây giờ các sư mà vô trong gốc cây hang đá, nhà nước họ cũng không có cho mình tu trong rừng núi. Rừng núi bây giờ mà các sư ẩn trong đó thì chính quyền họ vô núi họ đuổi đi, họ không cho ở. Và cái thời xưa thì công nghệ nó thấp, người dân họ chưa biết đạo nhiều, và cái vật chất hồi đó nó cũng kém. Cho nên các thầy phải đi khất thực, xin khiêm tốn ăn một ngày một bữa thôi. Còn quần áo thì đa phần vào trong mấy cái nghĩa địa, lụm mấy cái miếng vải mà người ta đắp cho mấy cái thây ma, rồi khâu khâu lại, dính nhau thành cái y này mà mặc. Còn bây giờ thì cái đời sống nó tốt hơn hồi xưa. Người ta đem vải vào trong chùa, người ta cúng cho quý sư cũng tương đối ổn định. Vì vậy cho nên quý sư sẽ may những cái vải mà Phật tử cúng dường, quý sư mặc cho nó sạch. Hồi xa xưa thì đi chân đất, đầu không đội nón. Mà nếu như bệnh thì dùng phân bò làm thuốc. Cái phân bò là một cái loại con bò, nó tên là bò dắt gì á, ở bên núi tuyết Tây Tạng á, hoặc là bên núi tuyết của Ấn Độ á, thì nó ăn một cái loại cỏ đó, cái loại cỏ đó tên là cỏ bí xô. Loại cỏ đó nó có 5 đặc tính. Cái đặc tính thứ nhất là nó sống từng chùm, đặc biệt là ở trên núi thôi, mà núi tuyết chứ nó không có sống rải rác. Đó là đặc tính thứ nhất. Đặc tính thứ hai là nó không sống riêng lẻ. Đặc tính thứ ba là bốn mùa nó đều nở hoa, thường thường là chỉ mùa xuân hoặc là mùa hạ gì đó, nhưng mà loài cỏ này là bốn mùa đều nở hoa hết. Đặc tính thứ tư là cái màu sắc nó không có phai nhạt, lúc nào nó cũng rực đỏ, sáng trưa chiều đều rực đỏ hết, không có phai nhạt, không có bị úa tàn. Và điều đặc biệt, cái đặc tính thứ năm là cái loài cỏ này nó có cái mùi hương mà có thể bay được ngược gió. Ví dụ như thường thường là mình nghe cái mùi thơm của hoa cỏ là mình phải đứng xuôi theo dòng gió, thì gió nó đưa cái mùi hương vào mũi mình mới hít thì mình biết cái cỏ này nó thơm. Nhưng mà cái cỏ này không biết nó có một cái thiên tính như thế nào mà người ta đứng trên đầu gió người ta vẫn nghe được cái mùi hương thơm của nó. Vì vậy cho nên nó rất là đặc biệt. Và cái con bò này nó chỉ ăn cái loại cỏ này thôi, và nó ở trên núi thôi. Nó ăn xong cái nó đi phân. Và khi nó đi phân thì cái phân của nó đó thì mấy nhà sư lụm rồi pha dưới nước uống vào trong cơ thể thì sẽ trị được rất nhiều chứng bệnh. Thường thường là bệnh cảm, bệnh thương hàn, bệnh sốt rét, do đời sống ở trong rừng núi, ở gốc cây hang đá, ăn uống bất thường thì các sư cũng hay bị bệnh. Nhất là cái mùa hạ, cái mùa có nhiều mưa và côn trùng thì quý sư bị muỗi chích, và quý sư bị mưa ướt cho nên dễ bị bệnh, thì thường là lụm cái phân bò đó uống. Ở Việt Nam chúng ta nó cũng có bò nhưng mà không có năm đặc tính giống như loài cỏ đó. Đức Phật muốn chư Tăng Ni phải quy tụ vào với nhau để đoàn kết tu học, cũng giống như loài cỏ đó, nó ở chung một chỗ. Đức Phật không muốn Tăng Ni chia rẽ, tức là Tăng ở riêng, Ni ở riêng. Thường thường là chư Ni hồi xưa là yếu đuối, dễ bị cướp bóc, họ tới, họ đánh đập hoặc là họ hãm hiếp chư Ni. Cho nên thường thường là chư Ni phải dựa vào chư Tăng. Những lúc mà lập tịnh xá, lập đạo tràng, an cư hay cái gì đó thì phải thỉnh ý chư Tăng, hoặc là xây tịnh xá phải gần chư Tăng.
cách nhau khoảng 1-2 cây số để mà chư tăng họ quản lý về cái an ninh và họ dìu dắt cho chư ni tu. Cho nên là không được sống riêng lẻ. Nó giống như loài cỏ đó vậy, nếu riêng lẻ thì sẽ mất cái mầu nhiệm và bị yếu đuối, bị kẻ hại, kẻ ác rồi hả, họ hãm hại. Rồi thì Đức Phật muốn chư tăng và chư ni bốn mùa đều nở hoa hết, tức là xuân hạ thu đông là đều thanh tịnh hết. Không có phải là sáng mình được ai khen là mình vui, chiều cái người ta chửi mắng mình cái mình buồn, hoặc là sáng mà được người ta cúng dường thì mình vui, mà không ai cúng dường cho mình cái mình khổ, cái mình phiền não. Hoặc là hôm nay mình cúng dường một trái chuối, được người ta cúng dường cho cái bánh thì mình cũng hoan hỷ, mình ăn một cái bánh. Ngày mai ta cúng cho bát cơm thì mình ăn bát cơm, mình vui chịu với mọi cảnh ngộ, dù là thời gian, dù là thời tiết có khắc nghiệt như thế nào, dù đời sống có phong sương, có bão tố ra sao, thì chư tăng và chư ni vẫn một màu thôi, tức là an lạc. Nó giống như nó không có thay đổi màu, nắng rồi mưa thì nó vẫn đẹp rực đỏ. Đó là Đức Phật muốn như vậy. Và cuối cùng là Đức Phật muốn cái người tu của chúng ta đó là tăng ni á, phải có cái đức hạnh. Cái đức hạnh là chân tu, thạc đức, để cho ba tánh muôn nơi người ta nghe cái hương đức của mình, gọi là hương của các loài hoa không thể bay được ngược gió, nhưng mà hương của người đức hạnh thì ngược gió bay muôn phương. Thì từ Bắc Nam, từ Á Âu, người ta đều kính trọng cái hương đức của người tu hành. Cũng giống như cái loài cỏ bí xô này nè, người ta đứng ngược gió ở trên đầu của loài cỏ, người ta vẫn nghe cái mùi thơm của nó, dù là ở đâu người ta cũng biết được cái đức của các sư tu hành. Thì mới đặt cái tên đó trong các vị tỳ kheo, gọi là cỏ bí xô. Các con tụng kinh Dược Sư thì các con thấy dùng là bí xô tăng và bí xô ni, là xuất xứ từ cái loài cỏ này. Thì hồi xưa thì ở bên Ấn Độ nó có cái loại cỏ đó, mà lại con bò này nó đặc biệt, nó chỉ ăn cái cỏ đó trên núi tuyết, thì nó đi phân đó, thì mới có được cái phân nó vi diệu, mà mình uống vào nó bớt bệnh. Còn khi mà Đạo Phật truyền qua Việt Nam thì những nhà sư tu theo Đạo Phật của Việt Nam không có cái loài bò đó, và cũng không có loài cỏ đó, và nó chỉ ăn những cỏ tạp, thì nó ỉa cái phân ra đó, cái phân của nó uống vô không có bớt bệnh. Cho nên Đạo Phật cũng phải chuyển mình, thay đổi theo cái vận mệnh, cái hoàn cảnh của đất nước. Đó, bây giờ thì người ta đem thuốc vào trong tinh xá, cúng dường cho quý thầy. Cho nên các con thấy là quý thầy cũng thể uống thuốc và đi bệnh viện, không? Đi bệnh viện. Hồi xưa đâu có bệnh viện, thì tất nhiên là vua chúa phải có các lương y, thầy thuốc vào cung đình để trị bệnh, các thầy lang đến để đỡ đẻ trị bệnh. Bây giờ có bệnh viện thì các thầy cũng phải đi bệnh viện. Tuy nhiên cái nghĩa của khất sĩ bây giờ là sống thanh bần đơn giản, có cái gì thì mình ăn cái nấy, là khất sĩ bây giờ. Khất sĩ hồi xưa không có xài tiền, bởi vì tiền hồi xưa cũng khiêm tốn. Nhưng bây giờ nhà nước người ta không cho các sư ở trong gốc cây và hang đá, thì các sư, các sãi người ta cần phải cất thất am, cần phải xây tinh xá để các sư tu hành. Nhưng mà bây giờ bá tánh người ta đem xi măng, đem gạo, đem tiền, đem sắt đến để cho xây chùa, thì các sư cứ xây. Nhưng mà cái nghĩa của khất sĩ là có bao nhiêu thì mình xây bấy nhiêu. Ví dụ có nhiều thì mình xây to, còn không có thì mình cứ làm cái thất nhỏ, đủ sức, đủ cái điều kiện khiêm tốn để mình tu được rồi, chứ không cần mình phải mưu cầu. Giống như người đời là mình phải làm một năm bao nhiêu tiền, rồi mình xây cái nhà nó như thế nào, mà mình mong cầu không được á, thì mình phiền não, mình khổ tâm. Thì cái này nó không đúng cái tâm hồn của những người khất sĩ. Cho nên các con mà đi tu hành theo các sư thầy, mà các sư thầy, các sư cô mà tu hành đúng theo tinh thần của Phật, thì họ sẽ không bị rối, không bị căng thẳng bởi những cái vật chất. Họ rất bình thản trong cuộc sống này. Họ không cảm thấy thức ăn này là dở, họ bình thường lắm. Có ngon thì họ vẫn ăn theo cái kiểu bình thường, đúng 1-2 chén. Còn dở họ vẫn ăn bình thường, đúng 1-2 chén. Họ không có để cho tâm lý của mình thấy ngon là ăn nhiều, còn dở là ăn ít. Đó là về cái ăn. Còn về cái mặc, mặc dù không giống như hồi xưa là phải vào rừng lụm mấy cái miếng vải ta đắp thay ma. Bởi vì Ấn Độ là người ta có 4 cái cách để người ta chôn người. Mà cái cách thứ nhất là người ta đem những cái xác chết vào trong rừng, họ để đó cho chim nó ăn.
rồi họ đắp một miếng vải thôi. Lâu ngày cái xác nó chim nó ăn hết rồi thì cái miếng vải nó bay đi, thì các thầy mới lụm làm áo mặc. Hoặc giả là họ đem cái xác chết họ phơi khô rồi họ đập ra thành mảnh, họ đem lên núi họ kêu trên kim kinh kênh và quả đến ăn. Hoặc là họ đắm một cái bè, họ thả dưới sông Hằng cho trôi đi ra biển. Họ là thiêu luôn, họ chất củi lên họ thiêu. Thì ở bên Ấn Độ mới có cái trường hợp như vậy, và người ta mới đến cái bãi Tha Ma đó, người ta lụm vải. Đến cái thời kỳ này thì các sư cũng đâu thể nào mà đi qua bên đó lụm vải mà đâu mặc. Mà hồi xưa là đi chân không, còn bây giờ mà mình đi chân không thì nó dơ nhà. Ví dụ như nhà của mình bây giờ là mỗi sáng các em nó lau để cho sạch, các con đến lại Phật là ngồi như thế này. Mà nếu mình đi chân không á, thì mình sẽ mang chân đất vào trong đây. Các em nó vừa lau nhà xong thì sư cô và sư thầy đến là nó dơ hết. Mà dép bây giờ thì người ta cúng cho mình để mình mang. Cho nên cái khất sĩ bây giờ thì không phải là mình đi chân không là đúng đâu, mà khất sĩ bây giờ là mình mang dép. Nhưng người ta cúng dép gì thì mình mang dép đó. Để cúng dép nhựa thì mình mang dép nhựa. Mà cúng dép quai thì mình mang dép quai. Cúng dép da, thậm chí dép da thì mình cũng mang luôn. Bá tánh cúng cái gì mình mang cái đó. Nhưng mình không có đòi hỏi cái nào là đẹp, ha? Cái nào là thích hợp với màu mình thích. Đó là khất sĩ, nghĩa của nó bây giờ như vậy. Như cái y này là thầy mặc từ năm 1996. Đó là năm thầy 23 tuổi, thầy Thọ Tỳ Kheo. Thì thầy vẫn giữ đến bây giờ. Thì tính bây giờ là nó khoảng 21 năm cho cái y này. Thì nó có khoảng 10 năm thầy đi học thì thầy cất, cho nên nó mới. Thì thầy chỉ khoác lên khi thầy tụng kinh và thầy đi giảng đạo. Bình thường thầy giữ rất là kỹ. Thầy muốn giữ cái y đầu tiên tỳ kheo trong cuộc đời của mình mà thầy mình trao truyền cho mình. Một mặt á, là cũng muốn giữ được một cái gì đó nó dài, nó lâu, không xe xua. Mặc dầu là mỗi năm giáo hội có cúng y áo cho mình và Phật tử họ có cho những cái giải mới đẹp hơn. Nhưng mà thầy nghĩ mình đi tu thì đã hỷ hình dị tục rồi, không còn phải làm cho mình đẹp. Tại vì mình đẹp thì bá tánh, có những người họ sơ tâm á, họ thấy mình đẹp họ sinh tình cảm với mình. Rồi mình chú ý đến cái đẹp á, thì mình sẽ quên chú ý đến cái phần thanh tu. Mình đua đòi thì mình cũng sa ngã. Cho nên thầy mặc luôn cái này là theo khất sĩ của cái hiện đại bây giờ. Nên các sư vẫn có thể thay đổi y áo nếu như bá tánh họ cúng dường. Nhưng mà nếu như chúng ta cứ đòi mình phải cất chùa cho to, cho đẹp, thì mình sẽ đi xa cái nghĩa của khất sĩ. Tại vì nó là thanh bần. Thì trước khi mình phá được cái ác, tức là cái xấu, cái phiền não, cái sân si, cái ganh tị, cái tật đố, cái ích kỷ trong tâm mình á, gọi là bố ma phá ác á, thì mình phải khất sĩ trước. Tức là trước khi mà mình trở thành một vị A-la-hán thanh tịnh thì mình phải diệt trừ những cái tham muốn phiền não của mình. Cho nên khất sĩ là một trong những cái từ của tỳ kheo, còn phải bố ma và phá ác nữa. Ma ở đây là ở trong đó có ma tâm của mình, tức là đầu tiên là ma sân si, kế đến là ma phiền não. Hàng ngày là chúng ta giận chồng, chúng ta giận con, chúng ta giận em út mình, chúng ta giận bạn bè, chúng ta thù, chúng ta ghét, chúng ta ích kỷ. Cái đó là những cái loại ma. Nó có 48.000 cái loại ma ở trong tâm của mình. Thì mình độ hết chúng sinh này cho nó hiền lành, nó thanh tịnh, nó mát mẻ hết thì mình sẽ thành Phật. Thì các thầy, các sư cô đi tu á, là sợ nhất là những cái loài ma phiền não này. Nhiều lúc những vị mới đi xuất gia đó, nó xui xui là 40 mấy tuổi mình mới đi tu, hoặc giả là 50 mấy tuổi mình mới đi tu. Mà khi mình đi tu là mình đã có gia đình, mình đã có con, mình đã có nhà, và thậm chí mình có tài sản và vật chất. Nhưng mà khi mình vô tu thì mình phải làm đệ tử của một sư cô hoặc là một sư thầy mà cái tuổi đời là đáng con của mình hoặc là đáng em của mình. Ví dụ như sư hồi xưa là sư 20 tuổi, sư có đệ tử. Mà đệ tử của sư thì hai vợ chồng của ông cụ đó 70 mấy tuổi. Ngộ vậy đó. Họ lớn tuổi, đáng mẹ sư, đáng cha sư, nhưng mà họ lại xin sư nhận họ làm đệ tử. Đó, con xem vậy đó. Rồi có những người là họ chỉ nhỏ hơn sư 2 đến 3, 4 tuổi thôi.
như là em mà họ nhận mình làm thầy, mình nhận họ đệ tử thì nó giống như anh em. Thậm chí họ lớn hơn mình 4-5 tuổi là 40 tuổi, 50 tuổi mà họ kêu mình làm thầy. Thì trong trường hợp này thì cái người thầy nhỏ tuổi hơn cái người đệ tử. Bởi vì người thầy đi tu trước, người thầy đã có một thời gian để nghiên cứu Phật Pháp và được Chư Tôn Đức Tăng Ni dạy dỗ cho mình những cái pháp lý mà mình hiểu đạo trước. Mình hiểu đạo trước cho nên mình là sư huynh, sư thầy. Còn những vị đó mặc dù lớn tuổi đời nhưng mà đi tu sau thì vẫn là sư đệ hoặc là đệ tử. Thì cái hệ phái khất sĩ nó dạy cho mình là không có phải là mình có quyền lực ở trong giáo hội, mà mình chỉ là cái người đi tu trước, mình dạy cái người tu sau thôi. Là mình phải thanh lọc tâm ý của mình đó, mình phải diệt trừ hết những con ma tham sân si của mình đi, mình hiền lành, mình đức độ, mình hiểu biết thì mình mới dạy những cái vị mới vô tu được. Nhưng mà nghiệt ngã có cái là những vị mới vô tu, họ ngoài đời họ đã từng là giám đốc, họ là từng là chủ một cái quán, chủ một cái nhà, họ có con có cái bằng tuổi mình, hoặc giả là họ rất là hung dữ, họ phiền não, họ sân si, họ buồn chồng buồn con, họ chán nản họ đi tu, cho nên họ mang nhiều cái nghiệp vô trong chùa, họ sân si rồi. Cái họ gặp cái nhà sư sân si nữa, thì hai cái sân si này gặp nhau thì không thể nào mà thành một cái biển mà từ bi bao la mênh mông vị tha, mà là một cái hố lửa, lửa gặp lửa. Tức là người nóng gặp người nóng, người sân gặp người sân, người ích kỷ gặp người ích kỷ, thì cái đạo tràng đó nó sẽ lộn xộn. Chính vì vậy mà chúng ta đi tu thì hệ phát khất sĩ là phải ăn mặc rất đơn giản đó, rồi hóa giải những phiền não nghiệp chướng trong tâm mình gọi là bố ma, phá hết tất cả những cái tâm ý ác độc hãm hại người, thì là gọi là tỳ kheo. Đó là thọ 250 giới, từ cái giới thứ nhất cho đến giới thứ 250 là những vị nam đi tu. Còn con quy y với lại các sư cô đó, thì các sư cô nhiều hơn các thầy về cái giới luật, là các sư cô thọ đến 348 giới. Thì người ta hỏi tại sao mà thiên vị, Đức Phật thiên vị bên người tăng, tức là nam đi tu là có 250 giới, nhưng mà sao nữ, như con nữ đi tu thì con phải thọ tới 348 giới. Như vậy thì Đức Phật không thương nữ hay sao mà lại ràng buộc nữ quá nhiều những giới luật vậy? Thì xin thưa với Phật tử rằng là cái này không phải là Đức Phật thiên vị, mà do nữ họ có nhiều cái phiền não hơn chư tăng, họ có nhiều cái phạm nó lặt vặt hơn chư tăng. Họ phạm cái gì thì Đức Phật chế thêm cái đó. Và cuối cùng thì trong một thời gian tu hành vừa nam và nữ đi tu, thì người nam họ phạm đến cái giới 250 là họ không còn phạm cái gì nữa, cho nên dừng lại ở chỗ đó. 13 năm đầu thì Đức Phật không có chế giới gì hết, chỉ vô là học kinh của Phật, Phật nói xong tu một thời gian là đắc đạo. Đến 13, bắt đầu kể 13 năm sau thì Đức Phật bắt đầu mới chế giới, bởi vì là lúc đó người tu đông rồi, người tu đông vừa ni vô tu nữa, tức là nữ vô tu, thế nhiều người họ phàm phu quá, họ phàm nhiều luật thì lúc đó mới chế giới. Thì chư ni là 348 giới thì chư ni mới thành một vị tỳ kheo. Đến vị tỳ kheo rồi thì có khả năng trừ được phiền não. Vì vậy cho nên nếu mà các con nhìn một nhà sư như thế nào mà các con có thể đo lường được cái đường đạo của các nhà sư đó. Người đời họ nói một câu là dò sông dò biển dễ dò, nhưng mà không ai lấy thước đo được lòng người. Nhưng mà nếu như các con nhìn các sư mà nó an lạc, nó thanh tịnh, nó hiền từ, thì các con biết các sư đó đã từ từ diệt được phiền não là bố ma. Còn các sư mà vẫn còn sân si nhiều quá, thách giận hờn nhiều quá, ích kỷ nhiều quá, thì chứng tỏ là các sư chưa có khất sĩ, chưa có bố ma và chưa phá ác, vẫn còn đi một vòng bên ngoài. Thì điều này đó các con nên thông cảm cho các sư. Bởi vì sao? Bởi vì là khi mà trở thành một vị tu sĩ thì người ta phải tu nhiều kiếp mới trở thành vị tu sĩ. Trong các nhà sư thì có người tu đã 5 kiếp độ lên cho đến 10 kiếp. Thì nếu ai mà tu từ 5 kiếp cho đến 10 kiếp thì cái đạo hạnh của các sư này nó thuần hơn, cái tâm của các sư này nó mát mẻ hơn, cái lòng của các sư này nó từ bi bác ái hơn, nó rộng lượng hơn, và nó không có vướng mắc những cái vật chất tiền tài nhiều. Còn các sư mà mới tu một kiếp hoặc là tu hai kiếp thì cái duyên trần nó nhiều hơn. Cũng
có nhiều cái điều nó phiền não hơn, bởi vì mới có tập tu à. Giống như ngoài đời mà đi học á, có đứa học rất là giỏi nhưng mà có đứa học không giỏi, học làm bài 3 điểm, 2 điểm mà. Tại vì nó nhiều cái chủng loại nó tái sinh lại. Cái người mà chư thiên tái sinh lại là họ hiền lành, họ thông thái, họ nhẹ nhàng. Nhưng cái người mà ở từ bàn sinh tái sinh thì họ rất là khờ khạo, họ không có vô. Người đi tu cũng vậy, người mới tu á, thì vợ đi tìm, chồng đi tìm. Các con có biết không, Phật tử vậy chứ có nhiều khi họ đến cái chùa đó, họ gặp một nhà sư, cái họ thương à. Họ thương cái nhà sư đó giống như là họ không hiểu gì, giống như thương một người thân bao đời bao kiếp vậy. Nếu họ có bao nhiêu tiền, họ cứ tới họ cúng cho nhà sư đó, mà không cúng cho chùa khác đâu nha. Ai mà đến cúng cho nhà sư đó, mà thương nhà sư đó, quý trọng nhà sư đó, thì cái người Phật tử này họ rất là đau lòng, họ rất là khó chịu, nhiều khi họ ghen. Thì cái con biết là đâu chừng cái nhà sư đó, cái Phật tử đó đó, là kiếp trước là mẹ hoặc là vợ của nhà sư này. Mà đa phần á, nếu mà thương yêu mà không có ghen, cúng dường nhưng mà không có ghen tuông, ai cúng vô chùa thì Phật tử thì mừng, thì kiếp trước là mẹ. Tại vì mẹ lúc nào cũng mong muốn con thành đạt, cho nên con được ai cúng dường thì mẹ vui. Còn nếu mà cái Phật tử đó họ ghen với Phật tử khác, họ cúng một ly chè thì nhà sư thì phải ăn ly chè của họ chứ không được ăn ly chè của người khác, thì chứng tỏ cái Phật tử này kiếp trước là vợ của nhà sư này, mà nhà sư này cũng thương yêu cái người đó nữa, chứng tỏ là nhà sư này cũng kiếp trước là chồng của cái Phật tử này. Nhưng mà đi chùa như các con vậy nè, cái thấy các sư tu thích, cái nghĩ trong lòng là ước gì kiếp sau nếu quay được làm người, hoặc là mình sắp xếp được cái nhân duyên của mình thì mình đi tu, cái ước nguyện nó như vậy á, ước miết cái đến lúc mà kiếp sau quay lại làm người cái đi tu thiệt. Nhưng mà đi tu mới kiếp đầu, cho nên vợ con chồng con vẫn tìm. Thì cái tâm của mình á, mình đừng khinh thường họ. Nếu mình khinh thường họ, mình phiền não, mình không tu được, và mình khinh các nhà sư thì mình sẽ tổn phước. Bởi vì cái công đức cúng dường của mình á, nó không đủ để xóa đi cái nghiệp của mình khinh rẻ các nhà sư. Vì họ mới tu mà. Thì mình phải Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Thường Hoan Hỷ Phật, gia hộ cho nhà sư này, giúp cho con để nhà sư này tinh tấn hơn, siêng năng hơn để vượt qua cái ải đó. Thì các sư mà đi tu cũng vậy, như sư Tăng, như sư đó, sư đi tu đó, mà sư độ các đệ tử này nè, thì sư cũng biết nó mới gieo duyên, hoặc giả là nó mới gieo duyên kiếp này. Đứa nào mà nó tu nhiều kiếp thì nó sẽ tốt hơn, nó thích tụng kinh hơn, nó thích ăn chay hơn. Còn đứa nào mà nó mới gieo duyên kiếp này thì cái nghiệp của nó nặng hơn, thì nó sân si nhiều hơn, mà nó đánh nhau nhiều hơn, mà nó giành giật vật chất nhiều hơn, mà nó không thích tụng kinh. Thì sư phải tát một cái từ tâm, sư yêu thương nó, và sư tìm cách nào đó tốt nhất để sư giáo dục nó, để nó trưởng thành. Vì vậy thì các sư cô cũng vậy, các sư cô cũng phải nhìn đệ tử đi xuất gia của mình, nhìn Phật tử đến chùa của mình, từng cái đạo hạnh, cái nhân duyên, để các sư cô mà truyền đạt cái tâm tư, cái tình cảm cũng như cái đạo vị, thì lúc đó thì trở thành một vị Phật sĩ. Cảm ơn các học trò đã vâng lời hai sư cô tịnh xá Ngọc gì hả? Ngọc Hưng, Phước Hưng Tự ở Nhân Trạch. Nhớ rồi, chẳng là mình ở cái chùa chứ không phải cái tịnh xá. Đến đây cúng dường cho sư buổi chiều hôm nay, sư thọ nhận công đức này, cầu nguyện tâm bảo gia hộ cho thầy của các con chân cứng đá mềm, tu đến nơi đến chốn, noi gương ni trưởng Thích Nữ Quỳnh Liên, để mà mang đạo pháp đi khắp nhân gian. Noi gương ni trưởng Kiều Đàm Di Mẫu để tinh tấn tu hành. Còn các con á, thì gia đình được bình an và hạnh phúc. Nam Mô A Di Đà Phật. Đi khắp nhân gian, không ai thương con bằng mẹ. Chú gánh nặng cuộc đời, đâu ai gian khổ bằng cha. Bởi thế cho nên ai còn mẹ xa,
xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ con, bởi vì sao? Vì cha mẹ già như chuối chín cây, gió lay cha mẹ rụng, con phải mồ côi. Bởi thế cho nên hôm nay con thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Đêm đêm con thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sanh về cõi Tây Phương. Hồ ôn mani bên mẹ hồ, mani bên mẹ hồ, hồ mani bên mẹ hồ, mi mani ben me ho, mi mani ben me ho, mani ben me ho, mani ben me ho, mani ben me ho, mi mani ben. Dưới tòa sen vàng con quỳ lạy Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiệu viên thông 12 nguyện lớn rộng mến mong cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quang âm ơi, trái tim sáng ngời cứu người hoàn nạn qua bao. Quang âm mi tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liều thanh nhàn rưới khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mùi phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tòa ngát nhân gian, lạy Phật Quang Âm dìu con qua cơn mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống
đời sinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con ràng người. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Ứng Quan Âm Bồ Tát, gia hộ cho nhị vị sư cô cùng Phật tử tại tỉnh Xá Ngọc Hưng, Nhân Trạch, Đồng Nai. Hôm nay cung đối Phật tiền chúng con thiết lễ cúng dường lên Tam Bảo. Thành tâm chúng con kiền thỉnh mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thanh Hiền Tăng, từ bi quan giang đạo tràng, chứng minh và gia hộ cho sư cô cùng Phật tử thân tâm thanh tịnh, tận bình tiêu trừ, dạng sự kiếp tượng bình an như ý. Nam Mô Thượng Hoán Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát Tát Đại Chứng Minh. Mẹ Hiền Quán Thế Âm Ni, ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên. Mẹ Hiền Quán Thế Âm Ni, đem đến an vui dứt sạch tình ưu phiền. Mẹ Hiền Quán Thế Âm, giọt nước cảnh dương xoa dịu lầm than. Mẹ Hiền Quán Thế Âm, chiếu sáng yêu thương khắp nơi bần đi. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bão giông bay nước ngập bờ trời, con xin mà từ bi xót thương cứu độ trần gian. Mẹ Hiền Quán Thế Âm, từ bi chứng giác cho lòng mì Phật